huyết áp cao hay tăng huyết áp thường được gọi là kẻ giết người thầm lặng vì nó có thể không có triệu chứng rõ ràng trong nhiều năm, ngay cả khi mức huyết áp đã đạt mức nguy hiểm. Tuy nhiên, một số người có thể gặp các dấu hiệu và triệu chứng nhất định khi huyết áp của họ cao. Dưới đây là một số dấu hiệu và triệu chứng phổ biến của huyết áp cao. một Đau đầu thường xuyên. Một số người bị huyết áp cao có thể bị đau đầu, đặc biệt là ở vùng sau đầu và cổ. Hay chống mặt hoặc hoa mắt, cảm giác mất thăng bằng hoặc chống mặt có thể là dấu hiệu của huyết áp cao. 3. Đau ngực. Một số người có thể cảm thấy đau hoặc tức ngực. Điều này có thể là dấu hiệu của vấn đề tim mạch liên quan đến huyết áp cao. 4. Khó thở. Khi huyết áp cao ảnh hưởng đến tim và phổi, người bệnh có thể gặp khó khăn trong việc thở. 5. Mờ mắt hoặc thay đổi thị lực. Huyết áp cao có thể ảnh hưởng đến các mạch máu trong mắt, gây ra mờ mắt hoặc thay đổi thị lực. 6. Đánh trống ngực, cảm giác tim đập nhanh hoặc không đều có thể xuất hiện ở người bị huyết áp cao. 7. Mệt mỏi hoặc lú lẫn, cảm giác mệt mỏi hoặc không tỉnh táo có thể là dấu hiệu của huyết áp cao, đặc biệt nếu nó ảnh hưởng đến lưu thông máu lên não. 8. Chảy máu mũi, mặc dù không phổ biến, nhưng một số người có thể bị chảy máu mũi khi huyết áp của họ tăng đột ngột. Nếu bạn hoặc ai đó có các dấu hiệu hoặc triệu chứng như vậy, nên đến gặp bác sĩ để kiểm tra huyết áp và nhận được tư vấn y tế phù hợp. Việc theo dõi huyết áp thường xuyên và tuân thủ chế độ điều trị có thể giúp kiểm soát tình trạng này và ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm. Chúc bà con nhiều sức khỏe. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh Sức Khỏe 60 Giây để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào. Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạnh khỏe và tràn đầy năng lượng.